Xin chào quý vị, bữa nay là ngày người em Sadat Việt Nam đi lên phi trường của Việt Nam bay qua Doha. Hiện tại bây giờ em đã tới Doha, 10 giờ tối thì điểm, ở mấy chục phút nữa là em sẽ nửa tiếng nữa. Nên là mình mua bó bông này để ngày mai mình lái xe thẳng qua cầu Eurosun đến Đan Mạch phi trường Copenhagen để đón em. Và hy vọng rằng bông hoa của ngày lễ trái bí Halloween sẽ làm vui lòng chào đón một người em từ Việt Nam đến xứ Bắc Âu qua Đan Mạch thì điểm. Đó, hôm nay mình sẽ mua cái này và ngày mai mình sẽ đi đón. Hy vọng rằng ngày mai là ngày tốt lành, vui tươi, đoàn tụ từ Việt Nam và xứ Bắc Âu. Xin cảm ơn quý vị, đây là những đóa hoa tuyệt vời. Em đó tên là Tử Minh Đức quý vị. Đây, cái máy này cũng đẹp nhưng mà cái này đẹp hơn. Ba trời, chút cái này đẹp quá. Mình đổi cái trái này đi, cái trái không cái bị bể á. Nó nứt cái coi. Nào? Cái trái kia bị nứt cái này này nè. Nó có cái gì lằn á. Đẹp quá. Nó dán hả vỡ rồi nè. Trái đỏ, trái vàng đẹp quá. Đúng rồi, đừng nói lên cái này nữa. Đẹp quá, nó có nứt kìa. Dạ, nó nứt cái gì rồi, ngang quá. Đổi này. Trái này cũng dán vô mà. Cái nó bự hơn mà. Cái này đẹp hơn mà, nó có gì đâu, nó giống như ra sáng mà. Đẹp quá hả, coi cái bó đẹp không nè, bó nào? Coi dùm coi cái bó nào đẹp. Được, cái bó nào đẹp không nè, bó nào đẹp. Không để mình cái cây thì... có hồng luôn nè. Coi cây. Có 2 phút nữa nè. Quá đẹp quý vị ơi. Nè, cái này có 2 búp nè. Rồi, cái này đẹp không? Ờ, cái này có búp. Không thấy búp nè. Công nhận làm đẹp quá ha, bông á. Cái này đâu có cây nào có búp đâu. Chuyết, nè. Rồi, ok. Xong. Thôi, cái này có mớ búp nè. Coi đi. Coi nào đẹp rồi mình đổi cái trái cái đó thôi. Đẹp quá. Đẹp quá quý vị ơi, coi nào, quá đẹp. Vui quá. Thì mình đổi cái cây, cái này. Cái gì? Nó khá, cái này là cái nào tươi không? Quá đẹp ha. Làm gì bông ra đẹp quá. Rồi, cái này. Xin chào quý vị. Quý vị coi bông đẹp không quý vị? Bông quá đẹp. Xin chào quý vị, nhà chung sung sướng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ăn bánh của Trung Đông đây quý vị. Đây là falafel quý vị, thấy đẹp không? Falafel đó, tuyệt vời. Mình sẽ để lên mâm, tuyệt vời đó. Xin chào quý vị, đây là falafel bánh chay đó, quý vị thấy tuyệt vời đó. Đồ này dành cho những người ăn chay đó. Xin mời quý vị đó, ăn chay đó. Đây, tiếp tục xin mời quý vị. Đây là cá bập dành cho những người ăn mặn.
những người thứ thiệt. Đây là cá bập, thịt này là có thể là thịt bò non con bê, cũng có thể là thịt con cừu, tuyệt vời. Ở đây gọi là lam sốt, rất là ngon quý vị, tuyệt vời đó quý vị thấy không. Đó, cái bánh này xúc vô đây, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó, quay qua quay lại, đó, tuyệt vời quá. Coi như có biến động nên là cái bánh nó cũng động đậy quý vị ơi. Dạ, đó, chiến tranh biến động trong lòng người. Lòng người không được, tâm không bình, thế giới không bình. Đây là cái mâm tuyệt vời, đây quý vị ơi. Cái này là bánh thịt, đây quý vị ơi, tuyệt vời. Thịt này là thịt bê hoặc là thịt lam là và như là thịt cừu. Nên bữa nay mình trân trọng giới thiệu quý vị. Bữa nay là ngày 28 tháng 10, 2022. Để chào mừng một người em từ Sa Đéc, Lữ Minh Đức sẽ đến đây, mình sẽ đã cho cậu em đến làm việc phục vụ tại New Star Sài Gòn. Đó, mình giới thiệu trước đó, quý vị thấy tuyệt vời chưa? Đó, 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 quá đẹp quý vị ơi. Hai dĩa, và đây là, quý vị thấy không, đuôi bò tuyệt vời, đuôi bò với nuôi nghe quý vị, tuyệt vời lắm quý vị ơi. Và siêu to đại bự đó, quý vị thấy nuôi không. Đây là món ăn lagu của Pháp, Việt Nam gọi là bò kho, rất là tuyệt vời đó. Xin mời quý vị đây, mời quý vị thưởng lãm. Mình sẽ ngồi đây làm việc nè. Bữa nay nhờ cậu ấm làm cameraman, cô Lalo bé mập xúc dương nhiều quá, lên giường rồi. Cổ xúc dương rồi quý vị ơi, xúc chuồng xúc dương rồi. Quá ngon, tuyệt vời. Trời ơi, sung sướng. Đó, bữa nay chỉ có mình ta với ta thôi. Yêu người như lá đỗ chiều đóng, như con thuyền say sóng. Người đi một nửa hồn tối mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Đó, bây giờ chỉ một mình ta với ta, quý vị thấy không, cái nào cũng một cái thôi, không có ba nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình thưởng thức món này trước nghe quý vị. Đó, món ở giữa trước nè, quý vị thấy thịt ngon không, quá tuyệt vời. Có củ hành quá, có ớt quá quý vị ơi. Cái này phải cột lại mới được, nó phải đi complex của nó. Đó là nó là phải nằm như thế này nè, cuốn lại dầu rụm này quý vị. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà thôi, mình chỉ làm mẫu thôi. Cái này mình tặng cho cậu ấm nè. Ê, tặng cho Lalo bé mập, Lalo bé mập ăn mặn, cậu ấm thì ăn chay. Đó, pha lớp phê. Đó, xin mời quý vị. Quá ngon, quá ngon. Tuyệt vời quá. Còn mình thì bây giờ mấy thứ này mình ngắm quá. Cái này là của cậu ấm nè. Đây quý vị, quá ngon. Cái cục nó tròn, nó ngon lắm. Mà ta bẻ ra cho nó ngon để cuốn gà. Rồi ngon quá vậy ơi, cảm ơn quý vị. Bây giờ là mình làm chương trình cống hiến quý vị. Thấy quý vị cảm thấy thích vui, quý vị ghé trước Google. Có chiếc xe rất là đẹp, mình đã làm chương trình X Falafel, nó tên là X Falafel. Đó, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Xin mời quý vị, đuôi bò rất là ngon. Cái này mình cũng làm mẫu cho quý vị coi thôi. Mình mới vừa ăn cơm chiều, mà sẵn đây mình làm chương trình mùa thu. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, đã ly cà phê với mùi hương ngạt ngào. Chiều thu về gió lạnh điều hiu, thấy tâm tư thật buồn, thấy buồn buồn làm sao. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, đã ly cà phê với mùi hương ngạt ngào. Chiều thu về gió lạnh điều hiu, thấy tâm tư thật buồn, thấy buồn buồn làm sao. Rồi, tâm sự những gì chưa nói. Rồi, cảm ơn quý vị nghe. Mình sẽ đi thẳng ra New Star Sài Gòn. Mình sẽ làm chương trình ăn cá của Thổ Nhĩ Kỳ, Medeveo, tức là Địa Trung Hải. Vừa rồi mình có làm chương trình không có hộp Địa Trung Hải cá trích cho quý vị. Mình sẽ làm cá tươi mới vừa đem về thứ tư, bữa nay là thứ sáu. Con cá rất là ngon, một ký hơn 10 đô quý vị. Đó, mời quý vị ăn đuôi bò. Wow, mình ngon lắm. Ngon, quá ngon. Quá ngon, bào cũng đẹp lắm.
Xin cảm ơn quý vị. Bữa nay đặc biệt có quả ấm làm con ra ăn nghe. Mình trong đàn để mà đốt trái bí. Cái này là trái bí Halloween. Yeah. Halloween đó quý vị. Đó, cái này là lễ, thánh minh cho những người mà. Wow, có rồi, thấy một lửa rồi, thấy một đèn rồi quý vị ơi. Đó. Sáng rực đó, quá đẹp đi quý vị ơi. Bữa nay mình trong ba ngọn đèn thôi, thay vì mỗi thứ mỗi dĩa, nhưng mà cho ba, cho Tam Cương, quý vị nào thích hưởng cái nào hưởng ba món đó. Đó, quý vị thấy chưa, tuyệt vời không? Đấy, ngọn đèn lung linh Halloween. Yeah, xin cầu chúc quý vị hưởng mùa Halloween, không phải một ngày, mà trong nguyên cuối tháng 10 cho đến tháng 11 ăn kẹo vui vẻ, các cháu được nghỉ Halloween rất là tuyệt vời, sẽ được ăn kẹo nhiều, để gõ cửa từng nhà là làm con ma đó. Thì thành thật cảm ơn quý vị, để chương trình sắp tiếp tục thì mình sẽ rời A Huy Hoàng Gia, nhà của A Huy Hoàng, để mình thẳng tiến đi Liên Hâm để ra New Star Sài Gòn ăn cá canh chua. Cảm ơn quý vị, nếu quý vị cảm thấy thích vui, bữa nay mình chơi Sambion, mình đã tháng rồi, đã được bảo lãnh được người em New Star Sài Gòn, đã đem được một nhân viên phục vụ đó, thì chúc mừng cùng quý vị, cùng hưởng chung niềm vui. Xin chào, cảm ơn quý vị. Quý vị cảm thấy thích vui cho subscribe, like và đăng ký kênh. Xin chào, bữa nay hơn 170 mấy vị.